Alo, em chào các bác đi. Ngày hôm nay ngày thứ sáu các bác, thứ sáu ngày 29 tháng 11. Em lên video với công việc đam mê bán hàng nội địa Nhật trên YouTube. Xin mến chào anh em. Chúc tất cả các bác luôn may mắn, mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Kiếm được nhiều tiền để thỏa sức đam mê với ngành đam mê riêng của mình. Thì đi vào kênh của em vẫn như mọi ngày các bác. Em lại có cái trò chơi game show mini nhỏ nhỏ để gửi gắm cho anh em những lúc giờ trưa mệt mỏi đi làm. Ghé vào kênh của em thì bình luận may mắn thì trúng quà cho nó vui các bác nhá. Để hợp lệ với lại món quà thì các bác đi ngang qua đăng ký kênh YouTube ghi nhận là hợp lệ. Và ấn chuông ở bên tay phải màn hình điện thoại của các bác để mỗi lần mà anh em bình luận cũng giống như comment thì các bác sẽ nhận được. Và em lên video thì các bác nhận được vào cái mã nào ok để các bác ủng hộ em. Thì phần quà và cái bảng hiệu của em đây là Lê Gia Học này, Phát Tài Phát Lộc. Và số điện thoại quen thuộc là 0345 848 234. Tên của em ở đây. Các bác bình luận ở trên bình luận em không thể tài nào mà gửi những cái sản phẩm qua cho các bác được nha. Và cũng không giao lưu, không giao dịch được. Các bác kết bạn vào số này Zalo thì em mới gửi được. Mà anh em mới đi đến phần chung kết được các bác nha. Đấy, và ở dưới là một số tờ seri em vừa chốt xong này, số vẫn còn các bác nha, số vẫn còn ở đây, vẫn chưa trúng. Ghi nhận cũng 68-70 bình luận và phần quà thì là 10 cuốn băng nguyên đai nguyên hộp như thế này các bác. Một là các bác về là có thể là có đầu táp thì các bác sẽ sao chép để nghe. Hai nữa là về đề co, các bác nào chưa có đầu táp thì để đề co rồi mua mua sau các bác nha. Đấy, đây là băng Sony. Chất liệu của có tính là Việt Nam, thiên về vấn đề là kinh vật. Và băng này là băng đã một nước, băng Sony HF các bác nha. Đấy. Thì phần quà cũng vậy thôi, em lên ngày hôm qua rồi. Và phần quà cũ thì cái đài thì em đã gửi về những comment trúng rồi các bác nha. Và đã đưa đầy đủ vào Zalo là xác nhận là ok. Đấy, comment là ok các bác nha. Đấy, em đã gửi đi ngày hôm qua rồi. Các bác chờ nhận hàng dùm em. Và có nhận được video giống như bình luận thì các bác cho em xin một bình luận để em ghim lên cho tất cả mọi anh em đầu biết. Và số thì em đã đưa cũng giống như bình luận thì em đã đưa lên video rồi, là Thanh Bạch, và tất cả là ok các bác nha. Rồi đi vào video bán hàng ngày hôm nay, em lên ít cái loa còn ít lại, ít cái loa Đức nhỏ nhỏ này, để em lên loa châu Âu nhỏ nhỏ em lên cho anh em. Bác nào đang thiên về những dòng châu Âu mà tài chính nó có hạn thì đi những cái dòng loa nhỏ trước, xong đó rồi nghe và thẩm âm thấy ok thì chúng ta sẽ đi vào loa lớn. Đấy, thì em nói vậy thôi. Còn những bác nào đang chơi trong cái tầm của các bác rồi, ví dụ như Sapa này, Asophone này, rồi là Philips này, hay là những cái dòng vân vân như là Tannoy, hay là những cái dòng khác nữa châu Âu Mỹ nọ kia, thì em không dám nói các bác nữa nhá. Đấy, thì những cái dòng loa này nhỏ và giá thành gọi là châu Âu cổ, Nhật cổ đối với kênh của em thì các bác ủng hộ em. Mã số 1 này thì cảm ơn tất cả các anh em luôn đồng hành ủng hộ, chúc một lần nữa chúc các bác là may mắn. Mã số 1 ngày hôm nay là em lên 3 món các bác nha. Đấy, thì có bác nào nhiều bác hỏi thì Zalo cho em. Thì ngày hôm trước em bán cái con check Pioneer được, cũng rất nhiều bác hỏi, bởi vì con check đấy nó hiếm mà nó hay, có thể là đĩa không ngoài nghe cũng được, và phân tần và đôi check. Đây, các bác hỏi thì các bác cứ Zalo cho em. Mã số 1 có 3 món này. Đầu tiên này là em lên một con chét của Pháp các bác nha. Con chét này cũng lớn, bản này là hơn 10 này. Chét này là của Pháp các bạn. Đây, rất chi là lớn, từ rất chi là lớn. Barrique. Đấy, là có nghĩa là của Pháp các bác này. Đấy. Thì con này thì em đã test rồi, kêu các bác nha. Các bác lưu ý này, những cái dòng này là những cái dòng nghe nhạc thôi. Các bác em cũng vẫn nói là anh em chúng ta hiểu thì đam mê ủng hộ em thì em cũng cảm ơn. Nhưng mà ngày hôm qua có một bác á, là mua một đôi loa của đèn ông Ongio bát không thôi, mà về gắn vào trực tiếp vào cái âm ly karaoke, gửi hình qua cho em, nó gần bay cái nổ loa ra ngoài, mà nhìn nghe cái đôi loa nhìn nó rớt cả nước mắt, rất là tội cái đôi loa. Sau đó thì vẫn trách em là bán loa thế nọ kia, nhưng thực tế đó là không được các bác nhá, không lắp vào được những cái âm ly karaoke đâu. Đấy, em nói là như vậy, em rất chi là cần khách. Nhưng mà về vấn đề tiền bán hàng không, tự mồ hôi nước mắt của em thì em biết cần. Và mua hàng của em có sao em nói như vậy là biết cần. Còn thực tế em nói trước đi một tí là như vậy. Còn nếu mà các bác chưa ấy thì các bác nên tham khảo về Google, hoặc là những anh em chơi rồi và tham khảo dần. Nghe hay không nghe, bền hay không bền là do anh em chúng ta.
Đấy, các bác cứ mở hết volume như vậy thì một tí thôi là cái nổ loa, kể cả là loa nào cũng không chịu được. Bát 25, 30 của hàng Nhật, châu Mỹ cũng không chịu được, Mỹ, Âu gì không chịu được. Ngoài ra chỉ có mỗi một cái dòng mà full là chịu được với âm ly 18, 20 sò thôi. Đó là em nói thật với các bác tâm sự một tí là như vậy, nhìn nó tội cái loa lắm. Do đó cho nên là anh em thích nhất ấy, bán hàng kiếm rau dưa qua ngày thật. Nhưng mà thích nhất là những anh em hiểu biết mà chơi, khoái lắm các bác. Tâm sự nghe nó sướng lắm, tâm sự qua Zalo thế nọ kia rồi. Nó tuyệt vời lắm, tuyệt vời trên cả tuyệt vời luôn các bác nha. Đấy, biết là tiền thật nhưng mà khó, nói chung là cũng khó. Đây, đôi này thì 500k em bao ship này. Các bác có thể đóng cái thùng không để ở ngoài tăng tiếng cường tiếng chắc, chắc nó trong nó sáng, test của châu Âu. Đấy, để cho cái bộ dàn của mình, hoặc là các bác có thể là đang thiếu thì đo vành. Đo cái này xem là ốc nó như thế nào, là bản như thế nào để lỗ lọt vào. Thì đôi này em bán 500k em bao ship coi nha. Rồi còn về toàn giải này, toàn giải phéo thì ngày hôm trước đấy, gặp được ông anh gọi là ông tâm sự, ông cũng đang chuyên chơi về những cái dòng nhỏ nhỏ như thế này các bác này, về nhạc tí tách nhỏ nhỏ như thế này của âm của loa cũng giống như âm ly châu Âu. Thì ông lấy thêm một đôi về để ông lên thùng, thì còn một đôi các bác này. Đấy, dòng này là của MD2 gì đây, nó có thể mua đen, có hiệu 4 ôm thôi, không thấy để công suất các bác nha. Dòng tuần lãi nói chung là ít nhất rất ít để công suất và nó sẽ rơi vào khoảng 12 13W thôi. Các bác cứ lên tham khảo những hội, ví dụ như là Philips này, loa châu Âu này, rồi âm ly đèn này. Đấy, thì thấy những anh em nó đang bán những đôi loa ví dụ như Isophone hay là Saba hay là những đôi loa đầu chín ấy, của những hãng đó, rất chỉ là đắt các bạn, rất chỉ là đắt, và gần như là không tiếp những anh em gọi là khách hàng thì đương nhiên là cần, nhưng mà không tiếp những anh em mà không biết, bởi vì nó lãng phí. Bởi vì cái đôi loa, những cái đôi loa đó nó chỉ còn đếm trong đầu ngón tay, và gần như là có những đôi loa ví dụ như là từ bằng xanh đen đấy là nó gần như là nó tuyệt chủng rồi, nó không còn. Cho đó cho nên là tiếp những anh em biết thôi đó các bác nha. Tiền thì cần, ai cũng cần cả, nhưng mà với giới đam mê là như thế, em nói một tí là như vậy các bác nha. Đấy, chứ còn em thì em cũng cần tiền, ai cũng cần cả, bán hàng mà, nhưng mà không có lừa lọc được. Đó là nói thẳng là như vậy, trung tâm nó dày nhất là đây các bác nha. Con này bát, con này bên này chắc khoảng 13 14 em chưa đo cụ thể này, còn không tính cái kiềng này nha. Đấy, không tính cái đoạn ốc này. Đấy. Đấy, 500k em bao ship này, còn một đôi các bác này. Dòng này là dòng tháo của đài hoặc tháo của loa toàn giải, hoặc là tháo, nói chung là tháo thùng thôi các bác nha. Rồi thứ hai là cái bộ phân tần. À, em nói hơi nhiều một tí như vậy. Bộ phân tần các bác này, bộ phân tần này là bộ phân tần của Diatone. Đây các bác nha. Diatone Ne DS20B, dòng này là dòng loa của Diatone. Thùng này nó bằng gỗ thịt Japan sản xuất 25W các bác này. Đấy, dòng này là bát 25 thôi các bác nha, 20 25 thôi, bao quay. Nói chung là như vậy, đó là dòng bao quay. À, bao gồm cả vỏ nhựa, cả phân tần dính ở trong này là như thế này. Dây là 4 sợi này. Các bác về đấu nối như thế này, những anh em chơi rành lắm, đấu nối như thế này thì sẽ hiểu rằng là 4 dây này là đi như thế nào. Đấy, còn em thì đây các bác, 450 này, em bao ship này. Đấy, một bộ này, một đôi. Đó là mã số 1 là 34 ạ. Tâm sự với anh em một tí là như vậy. Rồi lên mã số 2. Mã số 2 thì em lên một đôi loa, nó lên công suất các bạn, dạng loa vi tính nhưng mà nó nặng lắm. Của Lurik, Kuwik gì đây các bạn này. À, đấy, đi đây, đôi này như đôi này là em không biết là của Việt Nam hay của châu Âu hay là của China luôn, nhưng mà nhập vào lô hàng châu Âu của em này nè. Cho nên là em đã bị thất bại rồi đây nè. Đấy, mà bây giờ kêu không ai nghe này, đó là tâm sự bác một tí thôi, còn buôn bán làm gì đó thì nó có cái nỗi kia. Đây các bác nha, rất chi là nặng, rất chi là gấu. Đây, dây này, dây lớn luôn này. Đệm thì là như là đệm châu Âu. Đấy, đây. Đệm này là đệm 220V các bác nha. Đấy, 220V. Đây là về phần đằng sau này. Đấy, đấy, cắm đệm thì em cắm đệm vào rồi, nhưng mà cái tín hiệu lấy vào là chỗ này à. Đây các bác nè, giống như kiểu là để bàn vi tính, nói chung là như vậy, để ở bàn là dùng bằng máy tính cây hay sao các bác. Đấy, xoay kỹ hơn con này, cao hơn 20. Đấy, nó để như vậy đấy. Một cái là luyện công công suất, một cái là điều khiển. Đây, điều khiển bằng nút nguồn đây này, cảm hứng các bác nha. Hệ đời mới, cảm hứng này. Có Bluetooth hay không thì các bác vào thêm, em mới cắm nguồn là ok rồi. Mà không có cái gì mà để lấy cái tín hiệu vào này. Đây các bác, đây tín hiệu vào. Đây là cắm bằng cái cổng này, là cái cổng giống như kiểu USB đời cũ hay sao các bác này. Đấy, điện 220V. Thôi bây giờ này em, cái này này em cũng không biết là lời hay lỗ là như thế nào, thì cái đó thì tâm sự các bác cũng cũng có nhiều bác là chị hiểu được chia sẻ với em thôi.
À, còn những anh em không không bị không 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 hiểu thì cũng chả kêu để làm gì. Đấy thì bây giờ mã số 2 này, 800k em bao ship này, nguồn vào ok này, chưa test ra nhà các bác nha, chưa rò chưa mò gì cảm hứng này. Đấy, nặng gấu luôn, 800k em bao ship. Nếu mà về mà là nó là hàng xịn châu Âu thì anh em chúng ta có tí lời gọi là ok. Còn nếu mà hàng của China thì anh em huề. À, còn Việt Nam là không có rồi nha, là anh em là coi như có cái xài mịn màng lắm các bạn, sản xuất rất là sắc nét. Rồi mã số 3. À, mã số 3 là nhiều mặt hàng là có nghĩa là nó không có để cái, nó để cái mã in ở như những cái đầu các bạn, ví dụ như vậy, cho nên là mình không có đọc thấy được cái mã in của nó ở đâu và loa như thế nào. Rồi mã thứ ba này em lên Lenco này. Con này là Lenco HiFi 8800 này. Đây ba quay các bác nha. Nhỏ vậy thôi nhưng mà vẫn ba quay này. Mic này. Chết này, bát này, đấy, rất chi là xịn sò đấy. Đây toàn thân bằng sắt các bác nha. Đấy, em tháo một chiếc e căng này em chưa cậy chiếc kia, sắt các bác nha. Vỏ bằng sắt luôn. Vỏ bằng gang sắt luôn, đây. Mát là 200W này. Đấy. Công suất thấy khủng khiếp không các bác? Nhỏ mà khủng khiếp, này chắc làm được trả lời đây. Đây các bác, có đóng mộc ở đây này, tem bằng 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 cái này là bằng bằng giấy bạc hay nhôm gì đó ép sẵn rồi. 8 ôm các bác nha. À, Lenco. Lenco này là của nước nào đây? Em chưa tham khảo nữa. Đấy, Lenco này, dòng này dòng loa cổ đây các bác này. Làm gì? 400W một cặp, ghê thiệt. Đây, Lenco đây các bác, đấy. Giống như dạng loa phun nhỏ đây này. Đấy, e căng đầy đủ này, viền mút. 1 triệu 9 em bao ship các bác này. Rồi em sang mã số 4. Mã số 4 của ngày hôm nay thì em lên một đôi của Watson gì. Đấy, Watson gì. Đây các bác này, hệ ba quay luôn. Vỏ bằng bằng sắt luôn. Con này lại bát vuông các bác ạ. Bát vuông mà lại bị mục viền à. Đấy. Đây các bác nhá. Watson này. 4 ôm. 100W các bạn. Độ nhạy cao. Watson của model là BX6817 này. Đấy. 6817 này. Dòng này là dòng của Đan Mạch hoặc là Đức gì đó các bạn, để tham khảo nè. Đấy. Đấy có bác lấy rồi nhưng mà xong lại thôi. Đây em có ghi giấy này, ghi giấy là tên của người đó để chờ rồi em gửi mà xong rồi lại thôi các bác này. Đó. Mục gần các bác nha, ba quay. 1,5 triệu em bao ship này. Hàng này hàng của châu Âu. Đặc châu Âu hàng cổ đó các bác. Vậy là không phải là cổ mà nó xưa hơn. Nói chung là như vậy. Trước hơn so với đời nay. Cao nó hơn 20 các bác. Dòng này các bác nhìn nhỏ như vậy thôi nhưng mà nó nhỏ thôi. Cao hơn 20, ngang hơn 10 và hầu sâu hơn 10 thôi. Để thông tin nó cụ thể hơn thì các bác Zalo cho em 0345 848 234 nha. Rồi em sang số 5. Số 5 các bác này, số 5 em lên một đôi Victor. Victor này là đang còn nguyên đai nguyên kiện và cũng toàn thân bằng màu bằng sắt luôn các bác này. Victor này của Japan Zin. Đấy, bằng sắt hết các bác nha. Đấy, bằng sắt hết. Nặng lắm. À, bên trong thì em thực tế em chưa tháo ra. Con này là Victor SM3. Hàng chưa test, nguyên zin nguyên bụi 50W, chở khoáng 8 ôm. Mắt in của Japan. Toàn thân bằng sắt. Các bác nha. Gang sắt hết, đấy. Còn bác nào đã từng chơi những cái đôi này rồi, em chưa chơi các bác, chưa chơi. Em nha, giờ đang mới bắt đầu để lại một đôi để em nghe nhạc tí tách cho nó vui về cái dòng châu Âu nó hay hơn. Thế còn những cái dòng này là em chưa chơi mà em cũng chưa gặp luôn. À, bán hàng nó lâu, nó nhiều loại hàng nên là cũng có những cái chưa gặp hết đâu. Mã số 5 các bác này. Toàn thân bằng sắt, chiều cao của con này hơn 10. Đây các bác nhà tay em đây nè. Nhìn tay là mường tượng ra rồi rồi nè, đấy. Ngang này sâu nè. Mã số 5 1 triệu 3 em bao ship này. Đôi này thì chắc là cũng ngon rồi các bác. Đấy. Hôm nay còn lại vài đôi, em sẽ lên em xả cũng giống như là để anh em phù hợp đang thiên về cái châu Âu thì phù hợp để chơi những cái dòng nhỏ này trước. Rồi mã số 6 các bác. Số 6 em lên một con David D này. Đấy.
Con này toàn thân bằng sắt, size nhỏ các bác nhá, nhỏ thôi, toàn thân bằng gang sắt hết. Đây các bác, con này là tất cả thông tin là được ép ở dưới sắt luôn, ở dưới này luôn, là 70W, chứa khoáng 4 đến 8 ohm của Germany. Germany sản xuất dây dài các bác, Germany tức là của Đức. Đức các bác này. Đấy, dây dài đó, đây. Rồi e căng đầy đủ các bác này. E căng cũng bằng sắt mà toàn thân bằng gang sắt luôn, 1.700.000 em bao ship này. Em lên mã số 7. Mã số 7 em lên một đôi này của Cạt Tôn các bác này. Cạt tôn này thì được con này hơi cao một tí các bác này. Đấy. Bắt lõm truyền thống đẹp. Đấy. Garo đẹp người này rán đẹp các bác này. Đây các bác nhìn chạm loa này, em chưa kiểm tra bát này, đây chạm loa này. Chạm loa của hàng Cạt Tôn này, hàng chuẩn này, nó làm cái chạm loa ghê lắm. Rồi Cạt Tôn này là LE100K các bác nha. Chứa khoáng 4 đến 8 ohm. 100W cho công suất thực tế, độ nhảy cao, mắt in của Germany, Đức các bác này. Loa Đức này. Rồi hôm nay đôi này thì giá cả rất chi là phải chăng này, bởi vì có cái ê căng bằng sắt nhưng mà cái thùng của nó nhìn nó không có đẹp lắm. Các bác phải cần về làm đề can lại bằng gỗ nó mới đẹp các bác. Ví dụ như vậy thì em trừ đi thôi, chứ đôi này thì thực tế ra thì trên thị trường cũng giống như là hiện tại là không có cái giá này đâu. Đấy, bác nào hiểu rồi thì em không dám nói nữa và chỉ chơi thôi. Còn những bác nào không hiểu thì em cũng nói thêm một tí như vậy để cho anh em, bởi vì em đã từng bán những cái dòng này rồi. 1.9 triệu các bác này, em bao ship nha. Germany, hàng của Đức. Nó chỉ có cái thùng vách nó hơi là lạ, độc một tí thôi, là giống như ô vuông vuông giống như gạch hoa này thôi. Thì các bác có thể là tôn tạo lại cái thùng thì tùy các bác. Còn như đôi này thì 1.9 triệu em bao ship này. Em chưa xem cái cũ của nó nữa để em kiểm tra thử cái cũ và chưa test. Các bác cứ Zalo 0345848234 em test, em gửi qua cho các bác xem nghe chất âm. Rồi em lên con Mangat này. Thiếu e căng các bác nha. Bát xịn. Cái này lõm này thì em lôi ra được này các bác này. Đấy. Mangat này. Thiếu e căng. Thiếu e căng hôm nay con này thì thùng chiếc bên này cũng không được đẹp lắm này. Cần phải tôn tạo lại màu đen. Đây các bác, đây nó hơi bị nở đây này. Nở này là do là nước các bác nhá. Do là thùng bị ngấm nước nó mới nở được như thế này. Chứ còn như dòng như này mà nắng là không được gì. Đây. Rắc là bằng bắp chuối này. Có mà vàng một chút xíu này. Đấy. Hiệu này là có cái hiệu của Mangat. Đây Mangat đây. Mangat Victor 11. Đấy. Độ nhảy cao, hay độ nhảy là hơn 89 các bác, 90. Margin là của Europea. Đấy, Mangat này các bác này. Chiều cao của dòng này là khoảng 24 25 các bác nha. Đấy. Chắc cái này là để tí này em coi là nó là Margin này là ở nước nào sản xuất, chắc là Đức thôi, nhưng mà kiểu là đấy là giống như kiểu thủ đô ấy, giống như Korea là của cái bữa bác bảo là Hàn Quốc đấy, đúng rồi đấy. Hàng châu Âu Mangat các bác này. Rồi đôi này không có e căng các bác nha, một thùng bên phải là không được đẹp lắm, thùng bên trái là ok. Và 1.5 triệu này các bác này. Để cho các bác về chơi hàng châu Âu. Rồi số 9 em lên một đôi toàn giải đây các bác. Thùng vách rất chi là mỏng thôi, bao gồm biến thế. Đây. Đấy. Một biến thế này. Một bát toàn giải 16 này. Đây các bác nha. Cái hiệu này lâu rồi, chả còn cái hiệu gì các bác. Nhưng mà nó có cái biệt hiệu này nè. A cộng LL gì đây các bác này. Đấy, ALL, giống như kiểu là cái hiệu ALL. Hàng này chắc là hàng này là hàng châu Âu rồi, đặc xịt rồi. Bác nào mà nhìn chuẩn nhìn cái là ra rồi này. Đấy. Hay là hay chơi nhìn phát biết ngay. Dòng này là dòng châu Âu cỏ nhỏ. Giá cỏ nhỏ các bác nha.
Đấy, con này cả biến thế này, thùng cao 25 26 các bác nhá. 26 27 gì đó. Chiều ngang này khoảng 18 và hậu trâu này hơn 10. À, ngày hôm nay này, 1 triệu 9 em bao ship luôn các bác này. Toàn giải luôn này. Cả được cả cái biến thế luôn. Cả thùng luôn. Các bác có thể là về gắn vào những đôi loa khác, ví dụ như vậy nó hầm hố hơn, gấu hơn. Những đôi bác khác, bác nào đang chơi lấy vỏ thùng thôi cũng giá trị rồi. Rồi mã số 10. Mã số 10 các bác này, mã số 10 em lên một đôi loa cũng khá lâu rồi, e căng bằng sắt này. À, cái hiệu này hôm bữa em bám một lần này này, hiệu này hiệu con xoáy, hiệu nó thấy để ghi là như vậy đấy các bác. Đây. Đây là bụi các bác nhá, bụi đấy, bụi phấn này. Đây các bác. À, con này đây. Hi phi gì đây các bác này, cái tên khó đọc lắm. À, đây nè, trước em bữa em bán một cái hiệu này rồi. 40W này. Độ nhạy cao. Đấy. Đây. Dòng loa trước được các bạn. Đây. Cái dây này là dây của âm ly châu Âu đấy các bác nha. Dòng của Đức là nó hay là cái jack này nè. Cái jack này ở trên chợ là anh em bán rất chi là cao này. Đấy. Cái này có một chiếc thôi. Em để và em gửi luôn cho các bác luôn. Đấy. Hai quay các bác nha. Bát lỗm. Chiều cao của con này là hơn 10. À hơn 20. Chiều ngang là hơn 10 và hậu sâu là hơn 10. À, e căng đầy đủ các bác. Đấy, e căng bằng sắt. 1.8 triệu em bao xíu các bác này. Đấy. Nguyên bụi luôn. Ở trên này nó có đề can nó nứt các bác nha. Qua ngày tháng này nó rụng cả tem nứt rồi, bởi vì dòng này cũng khá lâu rồi. Em chưa tháo ra ở bên trong xem là nó sinh năm bao nhiêu nữa. Đây các bác, bụi nhá, đây là bụi. Em lên mã số 11. Mã số 11 ngày hôm nay em lên một cái đôi của toàn giải các bác này. Đây. Đôi toàn giải này, đây này. Đấy. Đôi này giống như kiểu là loa của nhà thờ, loa treo đấy các bác, treo tường đấy. Đấy. Cái này là hàng, đây là nhìn cái này là đây này, chân này là của châu Âu các bác này. Chân này hay sử dụng cho âm ly của châu Âu này, Đức này. Đấy. À, nhưng mà con này nó cũng có một chân này. Còn thiếu một chân. Đây các bác nha. Chân này bán cũng đắt này, này bị bể các bác này, nhìn thấy luôn này, nhìn thấy được cái con toàn giải này luôn. Đấy, các bác đừng có gắn vào âm ly to nhá, phí lãng phí những cái đôi loa mà có thể là ở ta không còn thịnh hành nữa, nó sắp tuyệt chủng rồi, nó phí đi. Đấy, con này là bị bể hộp nhựa này, bị bể thùng nhựa, nó giống như là dòng của Philips các bác. Philips là hai thùng nhựa. Đấy, Philips là hai thùng nhựa các bác nhá. Con này cao khoảng hơn 31. Chiều ngang của này là khoảng là 20 và hầu sâu là hơn 10. Con này nó bị như vậy này. À, nó giống như dạng của Philips các bác nha. Các bác có thể là về, em chưa test. À, các bác Zalo em test. Các bác có thể là về lấy tôn tạo lại cái thùng thì càng tốt. Thùng, bởi vì thùng, những cái thùng này nó bằng, nó giá trị. Thùng cũ nó giá trị. Thứ hai nữa là đôi loa toàn giải để lắp sang thùng khác. Thì tùy các bác. Con này nó chỉ là một đôi loa toàn giải, tính cả kiềng cả ốc nó khoảng 12 thôi. Đấy. Nghe tí tách thôi. Các bác nha. Và cái chân âm ly, cái chân loa kia thì em cũng gửi đi cho các bác luôn. Mã số 11, 800k em bao ship này. Ơi em lên mã số 12. 12 còn tiếp tục một đôi này, có biến thế các bác này. Đây. Đây các bác, toàn giải này. Đấy. Hiệu của ALL gì đây, giống như là có cái biệt hiệu là như vậy. Anh em nhìn thì ra rồi, nói chung là như vậy. Đây này, hãng của hãng nào ra rồi. Đây các bác, dòng loa cổ. Loa cổ này. Cái dòng này thì cái thùng cũng quý, cái biến thế cũng quý. Rồi cái bát toàn giải cũng quý. Bát toàn giải 16 các bác này. Mã số 12. 1 triệu 9 em bao ship đây các bác. Bao gồm thùng này, biến thế này, nút đầy đủ này. Rồi số 13 các bác. Số 13 em lên cái vỏ thùng của đèn ông. Đây, vỏ thùng này và đôi bát này các bác lấy đi, các bác về gắn vào, gắn trực tiếp vào âm ly 18 20 xòa của karaoke răng gua gì đó thì kinh khủng rồi. Xong rồi đi nghe nhìn thôi là thấy thương, rớt nước mắt với cái loa bát. Mà xong rồi đi đi trách anh em, xong em chỉ nói đơn giản thôi, bác xem lại chứ bác trách em như vậy tội lắm. Rồi, đèn ông các bác này MA3,
chở khoáng 6 ohm, 50W, bao gồm là lồng mề, chạm loa, thùng hơi xấu các bác nha, thùng đằng sau không được đẹp đâu. Đấy. Đấy, các bác có thể là để về nghe tạm, và đồng thời nữa là các bác lắp loa toàn giải và các bác nghe cũng được tôn tạo lại một tí, cũng ok, đầy đủ rồi. Chạm loa này, lồng mề loa này, bông gòn này, nắp cửa khuây này, đầy đủ nha. 250 em bao ship các bác này, e căng đầy đủ này. Rồi em lên mã số 14, kết thúc video ngày hôm nay. Em lên một đôi loa liền công suất này, đây các bạn, bụ rất chi là bụ bẩm, đấy, loa màu đen. Đấy, đôi loa này dây nguồn đây các bác, dây nguồn đây sử dụng điện 220 này, đây các bác nha, 220 này. Đôi này là của TCN, đây các bác nha, TCN có model là GT100, hàng này nó lẫn lộn lắm các bác nha, bởi vì hàng nó mắc tiền cho nên nó lẫn lộn lắm. Con này là nền công suất, lẫn lộn ở đây là gì? Hàng châu Âu cũng có, mà hàng ở Việt Nam cũng có, mà hàng China cũng có các bác nha. Loa này là loa vi tính liền công suất đây các bác nè. Vi tính liền công suất. Em thì em chưa tháo ra mà không thấy để mắt in. Đấy, không thấy để mắt in chỗ nào cả. Đây, chỉ có ghi một dòng tiếng Anh ở đây là AUX in này, volume này, bass check này. Rồi dây loa đấu từ bên này qua bên kia này, rồi nước nguồn on này. Đấy, còn cái cũ này thì nặng. Đấy, mà thùng quách thì như thế này. Đây các bác, đây rồi. Nó thì là nó xuất thân ra từ Đan Mạch, nói chung là như vậy, nó là dòng loa Đan Mạch. Nhưng mà nhìn cái gỗ này này, phun keo này này thì rất chi là ok. Đây các bác này, đấy, lục giác này, lục giác vặn này, rất chi là ok. Nhưng mà củ loa thì không biết là có đề ở chỗ nào hay không. Đấy, thôi bây giờ là em chưa test các bác nha. Các bác Zalo 0345848234 em test. Mã số 14 này, 900k này, một đôi loa liền công suất này, em bao ship này. Đấy, gân thì rất là đẹp, đây các bác. Gân này thì xịn rồi. Ở mình thì không có gân này, phải lên Việt Hùng mới có. Đây các bác này. Rồi lên công suất chưa test này, các bác Zalo em test nha. Em kết thúc video rồi các bác ơi. Có 12, 13 mã mà cũng nhiều thời gian. Em cảm ơn các bác nha.